Thông tin vừa rồi các bạn tin thời sự 100% của truyền hình Công an Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi các chương trình khác. Cắt đi con, nghe xong rồi thì cắt đi chứ. Buồn lắm. Rồi. Ngon lắm, giỏi lắm chứ của cái nào. Ai gọi con đấy? Mẹ hay ông hay bà hay là bác Trang hay là ai? Ai gọi bùn? Thế mẹ đánh đít em làm sao? Mẹ đánh đít thế nào đánh bà xem nào. Mẹ đánh đít làm sao? Mẹ đánh chừa con thế nào? Đừng nghịch người ta phạt đấy. Thế mẹ đánh chừa con làm sao? Đánh chừa thế nào? Chết rồi, đừng cho cả năm vào đấy để hoài cho cô đi về nhà luôn. Nhà, đi xong rồi.